Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nương thần lực của Đức Phật Muốn thuật lại việc các thần biến ở trong rừng Thạ Đa, bèn quan sát mười phương mà nói kệ rằng, Ông nên quán rừng Thạ Đa này, nhờ Phật oai thần rộng không bờ, tất cả trang nghiêm đều thị hiện, mười phương thế giới đều đầy khắp, mười phương tất cả các cõi nước, vô biên phẩm loại đại, đại trang nghiêm trong cảnh giới nơi các tòa đó sắc tượng phân rõ đều hiển hiện từ lỗ lông các phật tử hiện đủ thứ mây diệu báu trang nghiêm vang ra vi diệu âm như lai đầy khắp mười phương tất cả cõi trong cây hoa báu hiện thân đẹp thân đó sắc tướng đồng phạm vương từ thiền định dậy mà dảo bước tiến lùi vai nghi luôn tịch tĩnh trong mỗi lỗ lông của Như Lai, thường hiện hóa thân khó nghĩ bàn, đều như Đại Bồ Tát Phổ Hiền, đủ thứ các tướng đều tra nghiêm, trên rừng thệ đa trong hư không, hết thảy tra nghiêm vang diệu âm, khắp nói các Bồ Tát ba đời, thành tựu tất cả biển công đức, các cây báu trong rừng thệ đa, cũng vang vô lượng diệu âm thanh, diện nói tất cả các quần sinh đủ thứ biển nghiệp đều khác biệt. Hết thảy các cảnh giới trong rừng đều hiện các như lai ba đời, mỗi mỗi đều khỏi đại thần thông. Mười phương biển cõi số hạt bụi, mười phương hết thảy các cõi nước, tất cả biển cõi số hạt bụi đều vào trong lỗ lông như lai. Thứ lớp cha nghiêm đều hiện thấy, hết thảy cha nghiêm đều hiện phật số đồng chúng sinh khắp thế gian mỗi mỗi đều phóng đại quang minh Đủ thứ tùy tuyên hóa quần sinh, hương diễm các báu và bào tạng, tất cả cha nghiêm mây thủ diệu, thảy đèo rộng lớn đồng hư không, đầy khắp mười phương các cõi nước, mười phương ba đời tất cả Phật, hết thảy cha nghiêm diệu đạo tràng, ở trong cảnh giới vườn rừng này, mỗi mỗi sắc tượng đều hiện rõ, tất cả phổ hiền các Phật tử. Trăm ngàn biển kiếp cõi cha nghiêm, số đó vô lượng đồng chúng sinh, thảy đều thấy ở trong rừng này.